Tôi nói thiệt á nha, nhiều khi là tôi chỉ muốn cái quán này nó về Phú Nhuận thôi, chứ mỗi lần mà thèm á phải chạy qua tận Tân Phú để ăn. Nơi mà ai ở Tân Phú á là một cái điều quá là may mắn luôn á. Mà cái chỗ này là chắc cũng nhiều người biết nè, trời ơi, của hot TikToker Cao Hoàng Mẫn mà. Mỗi lần qua đây là tôi mê đắm mê đuối cái món ốc hương sốt trứng muối với lại cái món mì xào trứng non á trời. Ốc bên này á thì cái giá nó có hơi nhỉnh hơn những chỗ khác một xíu, nhưng mà bù lại là con ốc rất to chất lượng như là cái con sò điệp Nhật này nè. Cái này là không phải vì quán quen mà tôi khen đâu nha. Cái nào ngon là tôi nói ngon đó. Ở đây là bắt đầu bán từ 5 giờ chiều rồi nha. Ốc được chế biến sạch sẽ và đựng trong những cái chén sành cũ cũ giống vậy nè. Cái sò điệp Nhật nướng phô mai bên đây phải nói là xuất sắc lắm luôn á. Sò điệp tươi chắc thịt cộng với cái sốt phô mai siêu béo. Trong Sài Gòn thì nhiều chỗ bán mì xào trứng non, nhưng mà ở bên tiệm ốc Sân Tích là cái trứng non lòng đào siêu lạ luôn. Cái trứng non lòng đào cắn vô nó dẻo dẻo cuốn lắm. Cái món best seller bên này phải gọi tên là ốc hương sốt hoàng kim, chấm với bánh mì nữa là hai cái nách bẻ làm đôi, thề là ăn dính cực kỳ luôn. Bởi vì cái sốt hoàng kim nó đã ngon rồi nên là chế biến với ốc nào nó cũng ngon á. Ngoài ốc ra thì bên tiệm ốc Sân Tích là cũng có mấy cái món lẩu mà giá cũng ok lắm. Giống như hôm tôi đi là gọi cái lẩu này là 299 nè. Trời ơi nhìn cũng hấp dẫn ha, có cua, ghẹ, tôm rồi đầy đủ các loại hải sản luôn. Cái nước lẩu thì nó sẽ nghiêng về cái độ chua ngọt nhiều hơn. Cái lẩu này chắc phải 3 người ăn mới hết nha, chứ 2 người tôi thấy nó cũng hơi bự á. Mẫn Hoàng Ca mà có xem được cái clip này á, làm ơn mau mở chi nhánh với Phú Nhuận nha. Chứ mỗi lần thèm là phải chạy lên Tân Phú xa quá nè.